Vậy các bạn, đây là thương hiệu nổi tiếng trong những như siêu thị, những chợ, đó là bánh oxy, bánh phồng tôm mực, được sản xuất ở Duyên Hải Nam Trung Bộ với giá thành khoảng 6 đến 7 ngàn một vật, ngon và rẻ, với dung lượng là 500ml mỗi vật, 42g, với thành phần là bột sắn, bột mì, dầu ăn, mực và cá, với gia vị giấm, chiết xấu, chiết xấu dầu, một phẩm tổng hợp là chất chống oxy quá, sẽ làm cho có hạn sử dụng đến tận 1 năm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức vị hải sản của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Bỏ vô miệng.